Hello, xin chào các em. Trong video này chúng ta sẽ sửa lecture số 2.1. Anh sẽ bắt đầu với các em. Câu số 1 này người ta cho các em cái góc giữa AC hoặc đáy á, là để mình tính cái chiều cao, mà khi mình tính chiều cao mình sẽ tính được thể tích. Anh đã dựng sẵn cái hình này nè. Góc giữa AC và mặt ABC này là góc SCA các em. Góc này 45. Mà góc này 45 độ, điều này chứng tỏ là tam giác SAC nó sẽ vuông cân tại A. Điều này có nghĩa là cái cạnh AC này nè, nó sẽ bằng cái cạnh SA. Hiểu không? Một cái tam giác vuông mà có một góc là 45 thì tam giác này là tam giác vuông cân. Là hai cạnh này bằng nhau nè, các em không có cần tính cái tan. Nếu mà em tính cái tan thì nó cũng sẽ bằng nhau thôi. Mà người ta cho tam giác vuông cân cạnh là A, AB là 1 thì AC cũng là 1 luôn. Ok chưa? Mà AC là 1 á, thì SA cũng là 1 luôn. Từ đây chúng ta tính được V. V là 1 phần 3 base nhân 2. 1 phần 3 base. Cái diện tích tam giác vuông cân á, là 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông. Các em 1 phần 2 nhân 1 nhân 1. Nhân cho 2 là nhân cho 1 nữa. Cho nên đáp án là 1 phần 6. Đáp án là A. Câu số 2 thì chúng ta sẽ lấy cái kết quả cái góc của cái này, tức là coi như chúng ta đã tính được SA là 1 rồi các em. Coi như chúng ta tính được SA là 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính góc giữa mặt phẳng SBC và mặt ABC. Thì bây giờ góc giữa SBC ABC các em có hai bước. Đúng không? Anh sẽ nhắc lại từng bước nha. Tip 1, tip 2. Bước số 1 á là từ cái chân đường cao nè. Em dựng vuông góc tới giao tuyến giữa mặt SBC và mặt ABC. Thì giao tuyến chung của nó là cái đường BC các em. Đường BC thì từ A cái vuông góc thứ BC là cái tới đây nè. Được không? Đây là step 1 nè. Step số 2 là mình sẽ từ S dựng xuống. Đó. Thì góc giữa SBC và ABC là góc này nè các em. Thì người ta kêu tính tan phi. Thì em đặt cái này là AM nha. Tan phi nó sẽ bằng SA chia AM. SA vừa tính là 1, còn AM á, AM là cái gì nghe anh giải thích. Đây là AM nè. Đây là AM. ABC thì các em nhớ nha. AM nó bằng BC chia 2 là do đâu? Do nó là đường trung tuyến trong tam giác vuông. AM là đường trung tuyến trong tam giác vuông cho nên nó bằng BC chia 2. Và BC nó là cạnh nhân căn 2 do nó là nửa đường chéo hình vuông. Tại vì bản chất cái hình tam giác vuông cân của em á, nó chính là phân nửa hình vuông. Hiểu không? Một cái hình tam giác vuông cân nó là phân nửa hình vuông thôi. Cho nên cái cạnh quyền tam giác vuông nó chính là cạnh cạnh nhân căn 2. Cho nên cái AM là căn 2 chia 2. Vậy cái này là thế vô là căn 2 chia 2 và đáp án là 1 chia căn 2 chia 2 là căn 2 các em. Cho nên câu 2 là câu A. Câu số 3. Nó cho góc giữa SC mà ABC là góc SCA là để em tính cái này. Góc này là 60 độ là để tính SA. SA sẽ bằng AC nhân cho tan 60. Mà AC đề cho là 3 đúng không? Nó giác đều cạnh là 3, thì cái này là 3 nhân tan 60. Thì chúng ta sẽ tính được SA là 3 căn 3. Tại vì tan 60 là căn 3 mà các em. Ở đây chúng ta đã tính đó là tính là tính B thôi. B là 1 phần 3 base nhân 2 là 1 phần 3. Base là gì? Diện tích tam giác đều đúng không? Tại vì cái đáy người ta cho là tam giác đều, cái base nè là tam giác đều. Thì diện tích tam giác đều là cạnh bình nhân căn 3 chia 4. Cạnh bình là 3 bình nhân căn 3 chia 4. 2 là 3 căn 3. Và cái này anh tính tổng cộng lại luôn là nó ra 27 phần 4 các em. A mũ 3 là cục C. Câu số 4 thì chúng ta sẽ lấy lại cái kết quả SA đây để mình tính cái góc nha. SA là 3 căn 3 là nó tính cho các em rồi đó. Bây giờ nó kêu tính góc giữa mặt SBC và ABC thì chúng ta cũng có hai bước luôn. Cũng giống y gan hồi nãy. Bước 1 là từ chân đường cao điểm A kéo vuông góc tới giao tuyến là điểm M. Bước 2 từ đỉnh kéo xuống đặt góc này là góc phi. Thì anh sẽ có sin phi nó sẽ bằng SA chia AM. Em cứ làm theo mô hình giúp anh đi, từ từ em quen à. SA là 3 căn 3. AM là bao nhiêu? AM là đường cao trong tam giác đều nha. Lưu ý tam giác này ở đây không phải là tam giác vuông cân nữa mà nó là tam giác đều. Tam giác đều ABC
thì lúc này á cái đường cao AM á, cái đường cao AM nó sẽ bằng cạnh nhân căn 3 chia 2. Đúng không? Nó là cạnh nhân căn 3 chia 2. Thì lúc này cái AM của em á nó sẽ bằng 3 nhân căn 3 chia 2. Đó. Rồi, vậy là bấm nguyên cái này thì anh nghĩ là nó ra được 2 á. Nên bấm máy tính nguyên cộng lại ra 2, đáp án là A. Câu 4A. Nói chung á là hình học á em chịu kiên nhẫn xíu, em chịu làm bài tập thì anh chắc chắn nó sẽ lặp lại, nó sẽ again. Nhưng mà có quan trọng là em phải kiên nhẫn để em để ý một vài hình, cái dòng dòng hình tam giác đều, tam giác vuông, rồi lâu lâu cái nó đổi cái chân đường cao em làm tự quen. Với lại khi em quen rồi đó thì bắt đầu em đã có cái tư duy giải và em hình thành cái sự tin tự, tự tin bên trong con người của em. Thì lúc này khi mà cho cái bài khó hơn hoặc là cái bài lạ em sẽ có cái công cụ em suy nghĩ. Nhưng mà quan trọng á là đừng có nản và phải tập cái cách để có thể chịu được cái sự chán nản đối với những cái mới. Khi em chịu được cái sự chán nản với những cái mới thì em có thể làm được những cái khó hơn. Rồi, bây giờ câu 5. Câu 5 này người ta cho tam giác vuông tại C nha. Tam giác vuông tại C thì bây giờ sẽ đi tính XH. Tam giác vuông tại C thì anh sẽ đi tính AB, các em phải hiểu nè. Tam giác vuông tại C thì cái này anh có là CB là 3, còn CA là 4, thì chúng ta sẽ có AB là 5. Bộ 3 tam giác vuông 3 4 5. Đó, ok chưa? Mà tam giác XAB là tam giác đều như anh cho nè, tam giác AB là tam giác đều. Thì khi tam giác AB là tam giác đều á thì em sẽ có là cái cạnh XH này nè. Cái cạnh XH á nó sẽ bằng cạnh nhân căn 3 chia 2, cạnh là 5 nhân căn 3 chia 2. Đó. Thì cái XH này nó chính là cái chiều cao trong trong tam giác đều của em và nó chính là chiều cao của hình chóp luôn. Từ đây chúng ta có thể tính được V rồi, V là 1/3 base nhân 2. Base nhân 2 là 1/3, base là mấy? Cạnh bình căn 3 chia 4, cạnh bình là 5 bình phương nhân căn 3 chia 4. Đúng không? No. Đây tam giác vuông. I'm sorry. Đây là tam giác vuông, mà tam giác vuông á thì nó là 1/2 tích hai cạnh góc vuông đúng không? Cho nên cái base của cái ABC á, cái base này nè. Nó là 1/2 tính hai cạnh góc vuông nha mấy em. 1/2 tích hai cạnh góc vuông là 1/2. Nhân 3 nhân 4 nhân 2 là mấy? Anh vừa tính là 5 nhân căn 3 chia 2. 5 căn 3 chia 2. Rồi các em tính toán cái này thôi, thì cái này anh chụp lại là nó ra được 15 căn 3 a mũ 3 đúng không? Cho nên nó bán là A. Đúng không ta? Đúng rồi, không sai đâu, 15 căn 3 a mũ 3. Rồi. Đó là lời giải của anh ở lecture số 2.1 và chúc các em sẽ học tốt. Nếu mà có thời gian ngồi dịch cái câu này anh viết what your thoughts they become your words nữa. What your words they become your action. What your action they become your habit. What your habit they become your character. What your character it becomes your destiny. Dịch coi cái destiny của em nó được hình thành do cái gì. Cái destiny là cái số phận á, cái số phận của em theo em suy nghĩ nha, nó được hình thành do cái gì, có phải là do cái này không? Rồi. Tạm biệt các em, bye bye.